chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch tấn công phủ đầu Việt Nam. Thế giới lãnh đạo Việt Nam bất lực trước sự xâm lấn chủ quyền từ Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch tấn công phủ đầu Việt Nam để có thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ khi Việt Nam bất lực trước sự xâm lấn lãnh hải từ Trung Quốc khi Việt Nam thực sự trở thành một nước dân chủ tự do Thủ tướng Hun Sen Campuchia đòi giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam cách chức thứ trưởng quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến khiến mối quan hệ giữa hai nước láng giềng có thể bị rạn nứt và sau đây là những nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kính thưa quý vị chứng kiến việc quân đội Trung Quốc hoàn hành bá đạo trên biển Đông thậm chí thời gian gần đây bất chấp luật pháp quốc tế và Việt Nam, hải quân nước này ngang nhiên xâm phạm sâu vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, gây hấn với các liên doanh khai thác dầu khí của Việt Nam. Bức hiếp ngư dân mà chính quyền Cộng sản Việt Nam không có bất kỳ hành động phù hợp nào và để chống trả lại sự ngông cuồng của Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Phía lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cho rằng Việt Nam cần phải có một chế độ dân chủ tự do. Theo các thông tin chúng tôi có được, quân đội lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã sẵn sàng với kế hoạch tấn công lật đổ chế độ bằng một cuộc tấn công phủ đầu nếu được tướng Lương Xuân Việt đồng ý. Kế hoạch này bao gồm điều động một máy bay ném bom hạng nặng B-1B từ căn cứ không quân Adesan ở đảo Lưu Philippines. Với sự hỗ trợ của các vệ tinh, máy bay không người lái, trực thăng và chiến cơ tiếp liệu trên không. Được biết trong số các lựa chọn quân sự mà tướng Việt có thể xem xét, có một trong hai hoặc ba lựa chọn ít nhất có khả năng không làm leo thang tình hình. Tin tức về các hoạt động tiềm tàng xuất hiện giữa lúc căng thẳng giữa giới lãnh đạo Việt Nam và lực lượng hậu duệ đang tăng cao. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và tướng Lương Xuân Việt gần đây đã đáp trả nhau bằng những tuyên bố gay gắt. Tướng Lương Xuân Việt cảnh báo sẽ đáp trả bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa bằng lửa và sự cuồng nộ mà giới lãnh đạo Việt Nam chưa từng thấy. Phía chính quyền Việt Nam thì tuyên bố đang cân nhắc tấn công đảo Su Khôi do lực lượng hậu duệ kiểm soát chỉ bằng 4 tên lửa nếu tướng Việt không dịu giọng. Các nguồn tin quân sự cho rằng nếu tướng Việt chọn phương án tấn công dùng B-1B, các máy bay ném bom này sẽ nhắm tới hơn 20 địa điểm phóng tên lửa của Việt Nam. Sau màn khẩu chiến, phía lực lượng hậu duệ đã ra tuyên bố nhấn mạnh lực lượng này đã chuẩn bị cho bất kỳ sự leo thang bạo lực nào bao gồm các đòn tấn công, phòng thủ hoặc trả đũa. Trong lúc này, lực lượng hậu duệ dự tính tấn công hủy diệt trường xa lớn của Việt Nam bằng 4 tên lửa Harpoon. Kế hoạch sẽ được trình lên tướng Lương Xuân Việt vài ngày tới. Được biết, Harpoon là một tên lửa đạn đạo tầm trung lần đầu tiên được lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tiết lộ hồi đầu tháng này. Tên lửa được cho là đã thử nghiệm thành công. Nó đạt độ cao 2.100 km và bay được quãng đường 787 km với thời gian 30 phút. Các chuyên gia nhận định nếu phóng ở quỹ đạo tiêu chuẩn, Harpoon có thể đạt tầm bắn gần 5.000 km, dư sức tới mục tiêu là thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn khác. Tuy nhiên, bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Việt Nam chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng trả đũa của quân đội Việt Nam. Cuộc xung đột theo đó nhiều khả năng sẽ chăm ngòi cho chiến tranh Theo thứ ba với sự tham chiến của nhiều nước khác. Tướng Lương Xuân Việt và Ban Tham mưu đang cân nhắc các hành động quân sự cứng rắn này. Trong một diễn biến khác, mới đây, Thủ tướng Hun Sen đòi cách chức Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến. Hôm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết đã yêu cầu Hà Nội cách chức Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, đường kim Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và là cựu tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trong một buổi lễ, có sự hiện diện của đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên, báo mạng Khmer Tham dẫn phát biểu của Thủ tướng Hun Sen như vậy, nhân khánh thành quốc lộ số 11 dài gần 100 km do công ty Trung Quốc xây dựng. Trong bài phát biểu, người đứng đầu chính phủ Campuchia chỉ đích danh Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và yêu cầu ông này xin lỗi vì một phát biểu từ tháng 3 năm ngoái. Tôi đang nói tới tướng Hoàng Xuân Chiến. Covid-19 không hề tràn từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mekong, ngược lại mới đúng. Tôi đã yêu cầu cách chức ông này nhưng mà ông ta lại được cách chức từ 2 sao lên 3 sao. Ông Hun Sen tuyên bố vừa giận dữ vừa mỉa mai như vậy. Thật ra Hun Sen đã bắt thóp được Việt Nam nên mới quyết định đun sôi lại câu chuyện nguội cách đây cả năm trời đời một tướng của hà nội nhận lỗi trước sự hiện diện của đại sứ trung quốc là hun sen vừa hạ nhục việt nam vừa ghi điểm được với trung quốc hun sen biết hiện việt nam đang hết sức quan ngại trước tuyên bố của ông hồi mùa hè năm nay nếu không dựa vào trung quốc tôi sẽ dựa vào ai một câu hỏi việt nam không thể có câu trả lời nên lành ngậm bầu hòn làm ngọt với căn cứ quân sự và hải quân thuộc loại lớn nhất và hiện đại nhất của quân huy Bắc nhất PLA trên đất Campuchia, Hun Sen tự tin rằng ông có thể xoay trục kiểu nào cũng được nếu cảm thấy tính mạng bị đe dọa bởi phe đối lập. Ông có thể chạy về Sài Gòn để giữ mạng sống như ông vẫn thường làm lâu nay. Hun Sen cho rằng não trạng của lãnh đạo Việt Nam chưa có đột phá trong chủ trương đối với Campuchia, có thể họ vẫn sẵn sàng chết vì ông. Vì thế ông cứ lá mặt, lá trái mà không ngần ngại. Cách đây không lâu, ông vừa tuyên bố biết ơn Việt Nam và Lào đã giúp đỡ Campuchia trong thời gian kháng chiến khó khăn. Thì sau đó ông lại lên tiếng mắng mỏ và đòi cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trước bàn dân thiên hạ, Hun Sen lộ rõ bản chất độc tài khi chính ông tuyên bố sang gần. Covid-19 không hạ tràn từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mekong ngược lại mới đúng và trước mặt đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, Hun Sen muốn thứ trưởng quốc phòng của Hà Nội và xin lỗi thì ông mới vui. Dù Hun Sen nhấn mạnh chỉ ông thứ trưởng xin lỗi thôi chứ không bắt chính phủ Việt Nam phải xin lỗi. Từng là tư lệnh tiểu đoàn vùng đông của Campuchia dân chủ, con đường tiến thân từ trong nội bộ Khmer Đỏ đã khiến Hun Sen trở nên ngạo mạn. Làm thủ tướng Campuchia liên tục từ năm 1985 từ năm 2015, ông làm chủ tịch đảng nhân dân Campuchia, đảng đã nắm quyền từ năm 1979. Những sự kiện diễn ra gần đây càng biểu lộ những toan tính nguy hiểm của Hun Sen mà kẻ đứng giật dây đằng sau chính là Trung Quốc. Từ lâu Hun Sen bị chỉ trích từ các nhóm nhân quyền và các chính phủ phương Tây về những việc mà họ cho là ông đàn áp dân chủ. Từ rất lâu, dư luận tố cáo Campuchia là con ngựa thành trôi của Trung Quốc là kẻ phá vỡ khối đoàn kết ASEAN. Nhưng thực ra, Campuchia không chỉ là con ngựa mồi, không chỉ là con sâu làm sầu nồi canh. Campuchia cũng như Lào, Việt Nam và Myanmar thực chất là phần nổi của tảng băng bành trướng từ phương Bắc xuống vùng biển phía Nam. Tác nhân chính trong việc chia rẽ hay làm vi tán nội bộ ASEAN chính là Trung Quốc. Từ hơn 20 năm qua, Bắc Kinh đã âm thầm mở rộng vành đai ảnh hưởng xuống các quốc gia phía Nam trong mục tiêu truy tìm những nguồn năng lượng mới và tạo dựng vị thế báo quyền. Mới đây, chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á đã viết trên tạp chí Chính trị Thế giới, dưới sự lãnh đạo của Hun Sen, Campuchia là quốc gia độc tài lớn hơn, nhiều tham vọng hơn vua này. Tuy có đưa ra một vài chỉ trích nhẹ nhàng đối với Myanmar tại thượng đỉnh, nhưng bản thân Hun Sen là một trong những nhà chuyên quyền tại vị lâu nhất thế giới. Thời lượng còn lại của nhìn thời sự là bản tin quốc tế. Nóng trong tuần, leo thang mới trong xung đột Nga và Ukraine. Tình hình bán đảo Triều Tiên lại nóng lên. Tuần qua, thế giới nổi lên nhiều sự kiện đáng chú ý, đặc biệt là việc Nga, Ukraine sử dụng UAV tấn công vào sâu trong lãnh thổ của nhau. Việc Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự. Ngoài ra đối thoại Sangila 2023 và thảm họa đường sắt tại Ấn Độ cũng là những vấn đề được dư luận quan tâm. Bước leo thang mới trong cuộc xung đột Nga và Ukraine. Đêm ngày 28 tháng 5, thủ đô Kyiv của Ukraine hứng chịu đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, với số lượng máy bay không người lái cảm tử kỷ lục lên tới 54 chiếc. Đây là vụ tấn công gây thương vong nặng đầu tiên nhằm vào Kyiv trong tháng 5 và được tiếp nối bởi ba cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó cũng gây nhiều thương vong. Ngay sau đó, thủ đô Moscow của Nga ngày 30 tháng 5 cũng bị máy bay không người lái tấn công làm hư hỏng một số tòa nhà. Đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai nhằm vào Moscow. Hồi đầu tháng 5, hai máy bay không người lái đã tấn công điện Kremlin nhưng không thành công. Các hành động tấn công vào sâu trong lãnh thổ của nhau là bước leo thang nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vào đầu tháng 12 năm ngoái, máy bay không người lái được cho là của Ukraine đã tấn công máy bay tại căn cứ không quân Angel cách biên giới với Ukraine hàng trăm km. Nhưng gần đây phía Ukraine mới triển khai làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái cùng lúc nhằm vào nhiều mục tiêu ở Nga, trong đó có vụ việc nêu trên và kéo theo sự trả đũa từ Moskva. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới ghi nhận cho thấy dấu hiệu mở rộng chiến trường đã xuất hiện, khiến tương lai hòa bình cho Urena càng xa vời. Tình hình bán đảo Triều Tiên lại nóng lên. Ngày 31 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malion-1 gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới Trulima-1 vào sáng 31 tháng 5 theo kế hoạch đã định. Mặc dù vụ phóng tên lửa thất bại nhưng đã gây ra cảnh báo khẩn cấp ở Hàn Quốc và Nhật Bản Cảnh báo của Nhật Bản nêu rõ, hãy tìm nơi trú ẩn kiên cố trong các tòa nhà hoặc dưới hầm ngầm. Báo động được áp dụng cho khu vực Okinawa, trong khi chính quyền thủ đô Seoul phải cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một nhà ngoại giao cấp cao của nước này đã gọi vụ phóng vệ tinh gần đây của Triều Tiên là một sự việc nghiêm trọng mà Bình Nhưỡng đã lợi dụng công nghệ để vi phạm các quy tắc toàn cầu và làm xói mòn trật tự quốc tế. Về phần mình, bà Kim Yo Yong, phó trưởng ban tuyên truyền và thông tin của ban chấp hành trung ương đảng lao động Triều Tiên, cho biết nếu vụ phóng của Bình Nhưỡng bị chỉ trích thì Mỹ và tất cả các quốc gia đã từng phóng hàng nghìn vệ tinh cũng cần phải bị lên án. Bà Kim Yo Yong khẳng định Bình Nhưỡng sẽ sớm phóng lại vệ tinh chính xác quân sự vào quỹ đạo không gian một cách chính xác sau vụ phóng thất bại vừa qua đối thoại Sangila bị phủ bóng bởi căng thẳng Mỹ, Trung và xung đột Ukraine. Ngày mùng 2 tháng 6, đối thoại Sangila lần thứ 20 diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á đã diễn ra tại Singapore. Với sự tham dự của các quan chức quân đội cấp cao, nhà ngoại giao, nhà sản xuất vũ khí và nhà phân tích an ninh từ khắp nơi trên thế giới. Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 Đối thoại an ninh quốc phòng năm nay bị phủ bóng bởi những lo ngại về cạnh tranh, đối đầu Mỹ-Trung và xung đột tại Ukraine. Tiềm ẩn tạo ra những thách thức lớn đối với môi trường an ninh khu vực. Phát biểu dẫn đề tối 2 tháng 6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi các cường quốc cần tránh đóng băng ngoại giao và các nước cần phải làm tất cả có thể để thiết lập những hàng rào bảo vệ, ngăn chặn quan hệ Mỹ-Trung trở nên tồi tệ hơn đối thoại Sangila được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 như một nền tảng cho hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu khu vực và thế giới. Hội nghị bao gồm các bài phát biểu, tranh luận và các cuộc trao đổi riêng liên quan đến an ninh giữa các đại biểu cấp cao. Trong những năm qua, diễn đàn này đã cung cấp một nền tảng có giá trị, cởi mở và trung lập để các bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc phòng và an ninh quan trọng ở châu Á Thái Bình Dương. Thảm họa đường sắt tại Ấn Độ, vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ngày mùng 2 tháng 6 khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 900 người khác bị thương, là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong hai thập kỷ tại Ấn Độ. Vụ việc xảy ra khi tàu Congo Madi Express đi từ Kolkata ở bang Tây Bengal tới Chennai ở bang Tamil Nadu đang chạy với tốc độ 130 km h thì va chạm với một đoàn tàu chở hàng đang đứng yên vào lúc 7 giờ tối ngày 2 tháng 6 khiến nó trật bánh. Các toa của đoàn tàu chở hàng sau đó đâm vào hai toa của đoàn tàu tốc hành Horas đang đi ngược chiều, dẫn đến tai nạn chết người. Phó giám đốc thương mại của công ty đường sắt Sushesten Gezek Kuma cho biết đoàn Kogo Medo Express đã đổi đường ray dẫn đến vụ tai nạn và nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đã huy động mọi sự hỗ trợ để trợ giúp những người bị ảnh hưởng. Ông Modi cũng đã chủ trì một cuộc họp cấp cao về tai nạn trên và dự kiến tới hiện trường vụ việc vào cuối ngày 3 tháng 6. Theo chánh văn phòng bang Odisha, Radev Jena, Số người thiệt mạng trong vụ đâm tàu ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ dự kiến còn tăng cao khi có thêm nhiều thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát và các toa tàu bị lật. Hơn 200 xe cứu thương đã được gọi tới hiện trường và thêm 100 bác sĩ đã được huy động. Khoảng 850 người được đưa tới bệnh viện. Trong một diễn biến tiếp theo, Ukraine bắt bỏ đề xuất hòa bình của Indo, có đó là đầu hàng Nga. Kiev cho rằng kế hoạch ngừng bắn do Indo đề xuất là tương đương với việc Ukraine phải đầu hàng Nga. Theo Kiev, đề xuất hòa bình do Indo đưa ra chỉ phục vụ lợi ích của Moscow. Cố vấn Mikhail Podolyak của Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên Twitter vào hôm 3 tháng 6 rằng lộ trình của Indo thực sự trông như bản song sinh của đề xuất của Nga về việc Ukraine đầu hàng. Vị cố vấn này nhắc lại quan điểm của Kiev cho rằng đề xuất thực tế duy nhất sẽ là để Nga rút quân khỏi lãnh thổ chủ quyền của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng khẳng định rằng Nga nên từ bỏ các tỉnh mới được sáp nhập vào nước này. Kiev coi đó là chiếm đóng bất hợp pháp. Viết trên Facebook, ông Nikolenko khẳng định không thể có kịch bản nào khác. Theo phát ngôn viên Nikolenko, nếu có ngừng bắn mà quân Nga không rút khỏi Ukraine thì điều đó sẽ chỉ giúp Nga tranh thủ thêm thời gian, tập kết lực lượng và củng cố các lãnh thổ họ chiếm đóng, tích lũy lực lượng cho một đợt xâm lấn mới. Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Sangila ở Singapore hôm ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Indo Rabuvo Subianchu đề xuất binh sĩ của Nga, cả Nga và Ukraine rút 15 km khỏi vị trí hiện tại tạo ra một khu phi quân sự do lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc giám sát. Ông cũng gợi ý tiến hành trưng cầu dân ý do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để quyết định tương lai của các lãnh thổ bị tranh chấp. Indo đề xuất lập khu DMZ trong kế hoạch hòa bình Chorena. Tại đối thoại an ninh quốc phòng Sangila lần thứ 20 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Indo Pavovo Subitanto đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indo kêu gọi các quan chức quân sự và quốc phòng trên thế giới đang tham dự đối thoại Sangila, tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine. Ông cũng đề xuất kế hoạch nhiều điểm liên quan việc ngừng bắn và xây dựng một khu phi quân sự DMZ trong khoảng 15 km từ vị trí của các bên. Khu vực phi quân sự này sẽ được giám sát bởi các lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc đứng đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Indo cũng kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại các vùng lãnh thổ đang gây tranh cãi giữa Nga và Ukraine do Liên Hợp Quốc tổ chức nhằm xác định một cách khách quan mong muốn của đa số cư dân ở các khu vực tranh chấp này.